Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 17 tháng 5 năm 2022. À, con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về danh sách các trạng nguyên của Việt Nam. Trong số ngày hôm nay, chúng sẽ chia sẻ về trạng nguyên thứ ba trong danh sách trạng nguyên của Việt Nam đó chính là trạng nguyên Mạc Hiển Tích. Mạc Hiển Tích sinh năm 1060, mất năm 1189, là người đỗ đầu tại khoa thi năm Quảng Hiệu thứ hai, Bính Trần 1086, thời vua Lý Nhân Tông quê ở làng Lũng Động, huyện Chí ninh nay là xã Lam Tân, huyện Lam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau khi thi đấu ông được bổ làm Hàn Lâm học sĩ rồi thăng lên đến thượng thư. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi là cháu năm đời của ông. Về nghi vấn, Đại Việt Sử ký toàn thư chép rằng năm Kỷ Dậu 1189 là năm Thiên Tư gia thủy thứ tư, nhà vua sai thái phó là Ngô Lý Tín, đô quan lang trung là Lê Lăng Trường. Xét xử về cái vụ tranh tụng quan thiếu sư Mạc Hiển Tích Bọn Lê Lăng Trường sợ Mạc Hiển Tích nên không dám tìm tòi tra xét Người trong nước cười diễu rằng Ngô Phụ Quốc là Lan, Lê Đô Quan là Kích Xét xử một vụ kiện tụng Mạc Hiển Tích mà chỉ bàn loanh quanh rồi thôi Lúc bấy giờ vua thì còn nhỏ tuổi mà Hiển Tích lại tư thông với bà Thái Hậu Cho nên đương thời bấy giờ người ta sợ Hiển Tích là như vậy Lan Kích là hai tên người cuồng điều này xem ra đáng ngờ do ông Đỗ Thủ Khoa năm 1086 theo như Đại Việt sử ký toàn thư đã chép nếu ông Đỗ nếu ông Đỗ khi khoảng 20 tuổi thì từ 1086 đến năm 1186 đã trên 103 năm nghĩa là ông phải cỡ 120 tuổi khó có thể cường tráng để tư thông với Thái hậu đây chính là thông tin về vị Trạng nguyên thứ ba của Việt Nam, đó chính là Mạc Hiển Tích. Ông chính là vị tổ năm đời của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Tức là Mạc Đĩnh Chi chính là cháu năm đời của ông. Thì hôm nay chúng đã chia sẻ thông tin về vị Trạng nguyên thứ ba trong danh sách các Trạng nguyên của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.